Lại chào các bạn, lại là mình Long Minh, tại vườn chủ của vườn xương rồng Long Minh ở Đà Nẵng. Thì hôm nay mình lại có thời gian, mình lại làm video clip chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Thì chủ đề hôm nay của mình đó thì chuẩn bị chậu nhựa để trồng xương rồng. Thì hôm trước á, cách đây một tuần, mình có làm một cái video nói về chuẩn bị vệ sinh, làm sạch chậu đất nung để trồng cây xương rồng. Thì ai cũng biết là nếu các bạn trồng xương rồng mà các bạn có vị trí trồng là nắng và có nắng và hỗn hợp đất, các bạn trồng tốt, thoáng khí, thoát nước nhanh, và các bạn thường xuyên tưới nước, thường xuyên bón phân và định kỳ xịt thuốc thì cây sẽ đẹp, tốt và hoa thường xuyên. Nhưng mà có một yếu tố rất quan trọng nữa, nếu các bạn chuẩn bị chậu tốt, chậu sạch sẽ, chậu không có nhiễm bệnh, hay là dính cái phần bệnh nào đó thì cây sẽ cũng tốt, sẽ không bị bệnh. Thì trồng xương rồng có nhiều loại chậu để trồng. Nếu các bạn có địa khoảng trống nhiều thì các bạn có thể trồng chậu đất nung. Thì vì dân mình nói là chậu đất nung là tốt nhất. Chậu đất nung là các bạn khi các bạn tưới nước hay là trời nắng thì và hoặc trời mưa, là khi các bạn tưới nước là chậu đất nung thoáng lộ, được lộ, có lỗ thì nó thoáng, nó rút nước nhanh, là không bị giữ nước, không bị úng rễ. Và trời nắng thì khi chiếu nắng á, thì nó không là nóng chậu. Chậu đất nung ngay, chứ không phải chậu sứ nha các bạn. Không nóng chậu là rễ cây nó sẽ phát triển mạnh, cây sẽ phát đẹp rõ thường xuyên. Và nếu chậu đất nung vào trời mưa thì lại rút nước nhanh nè các bạn. Nhưng mà các bạn cũng, nếu các bạn không có điều kiện, hoặc là chỗ các bạn trồng hợp, hoặc là các bạn muốn gọn nhẹ thì các bạn có thể chọn chậu nhựa. Đây, chậu nhựa thì hiện tại là vì chậu nhựa thế này, chậu nhựa giá thành đó là chậu nhựa mình mới và giá thành cũng cũng được, giá cũng rẻ và có thể dễ di chuyển và dễ trồng và dễ chuyển, nói chung là dễ di chuyển cây, dễ đặt vào cái vị trí các bạn gọn gàng. Nói chung là, và các nhà hiện tại là cái nhà vườn, chắc các bạn trồng xương rồng nhiều cũng chọn là chậu nhựa. Thì chậu nhựa, thì các bạn chọn chậu nhựa thì nếu các bạn chọn chậu mới thì các bạn đem về các bạn chỉ cần vệ sinh sạch và trồng thôi, thì chắc chậu mới là nó không có nhiễm bệnh hay không dính cái mầm bệnh gì hết. Nhưng mà đối với chậu cũ, đây là chậu mới các bạn, thì nó hơi bị, mình mới đem về là gió bụi, mình sẽ rửa sạch sơ và mình trồng lại thôi. Còn đối với chậu cũ mình sẽ cắt cái chậu này đi, để mình cắt ra này. Nhưng mà đối với chậu cũ, sau một thời gian các bạn trồng, đây là chậu cũ các bạn, nó sẽ dính đất của đất cũ và ở cây cũ các bạn nhổ. Thì sau thời gian các bạn thay đất hoặc là các bạn di chuyển chuyển cây qua chậu lớn hơn thì các bạn phải cần càng chậu, và chậu cũ các bạn thể dùng để trồng những cái khác. Nhưng mà đã chậu cũ thì nó sẽ dính, nó sẽ có đất và dính cái, có thể là vườn bạn không có mầm bệnh, nhưng mà tốt nhất là các bạn nên vệ sinh, bởi vì xin này nó đất, trong đất có thể có nấm, mèo và các loại rệp lại nó còn tồn đọng, nó mầm bệnh, gọi là mầm bệnh, thì các bạn nên vệ sinh. Vệ sinh thì đây mình sẽ vệ sinh cho các bạn đơn giản thôi. Thì các bạn có thể dùng cỏ, các bạn này, đây này các bạn thấy này, ở trong chậu này này nó có một số nấm trắng trắng, gọi là nấm rễ. Nấm này nó sẽ hút, nó ăn rễ của cây, nó hút, nó gây ra cây yếu, thì các bạn nên vệ sinh.
sinh, các bạn phủi đất vệ sinh, sau đó để mình làm vệ sinh hết cái trọng này luôn. Rồi mình sẽ nói tiếp. Như ở đáy chậu này thường thì sau các bạn tưới nước, tưới nước thời gian thì nước nếu ở nơi các bạn là cái lượng nước có độ mặn thì các bạn nước tưới nước thì một là nó sẽ bốc lên lên viền, hai là nó sẽ đáy nằm dưới đáy thì các bạn cũng nên vệ sinh cà sạch sẽ cái đó này để cho chậu nó sạch không có còn bậy. Nó đám là nhiều khi con các con mầm bệnh nó đại ở đây thì các bạn nên vệ sinh sạch sẽ. Sau đó các bạn rửa bằng ngâm nước, các bạn rửa. Sạch sẽ. Và nếu nơi bạn sống á, nơi các bạn trồng xương rồng á mà có nắng á, thì các bạn nên phơi nắng để khử trùng, khử các mầm bệnh trong chậu. Đơn giản thôi các bạn đó. Nhờ mình đã rửa những vệ sinh những cái chậu. Nhưng mà từng nói là các bạn trồng xương rồng có những yếu tố quan trọng, rất quan trọng, các bạn nên chuẩn bị. Nhiều người bạn là được ai đó tặng xương rồng hoặc mua xương rồng về, thấy người khác vườn cây rất đẹp, mình cũng có cây nhiều tiền, cây đẹp nhưng mà mình trồng xong thời gian nó hư, nó không có hoa nữa đó. Thì mình cứ nhắc lại những yếu tố quan trọng là trồng xương rồng ở nơi phải có nắng nhiều và hỗn hợp đất các bạn trộn kỹ, là thoáng nước, có phân và thường xuyên tưới nước và thường xuyên tưới phân, và cũng nên định kỳ xịt những cái loại thuốc để phòng các loại bệnh mầm bệnh cho xương rồng. Mình Long Minh, các bạn xem video mà thấy hay á thì các bạn nên bấm like chia sẻ cho mình ở vườn xương rồng Long Minh. Đây các bạn, mình sẽ cho các bạn xem sơ và cái vườn của mình.